anh gọi chồng rời khỏi bàn nhậu đúng cách của chị gái khiến dân tình cúi đầu thán phục. Nhân dịp cả nước đang vui vẻ chào đón Tết Độc Lập, hòa vào không khí vui tươi, anh chồng hôm nay cũng xin phép vợ đi vui với bạn bè nhưng mà chỉ vài giờ thôi. Ấy vậy mà giờ lành đã điểm, bóng dáng chồng vẫn chưa thấy đâu. Chị vợ đã thể hiện một màn gọi điện nhắc nhở nhưng vô cùng cao tay. Anh ơi, anh có về hay không? Hay anh tính vào xuyên đến nói cho em biết đi nè. Chiều mà lối em để ngoài hiên nổ về anh nhớ anh lái em nằm chứ đừng kéo em. Xin đính nha cô. Đúng là khó vậy cũng nghĩ ra được. Bằng chất giọng Quảng Nôm đỉnh của chót, chị gái đã khiến dân mạng quên luôn bản gốc với pha bẻ lái khiến dân tình choáng váng. Tuy vậy ai cũng tấm tắc cho chị vợ ngàn điểm vì sự dễ thương, nhưng chắc chắn ông chồng nào nghe xong cũng phải rén ngay và luôn. Hay lắm, good job cô. Rồi toang, tới công chuyện luôn rồi. Anh chồng nghe xong chắc phải phi ngay về với tốc độ ánh sáng ấy chứ. Cưng thế này thì phải phi về ngay và luôn thôi. Các anh chồng nhớ nhá, vui thôi đừng vui quá. Cũng đừng quên luôn có người vẫn đang lo lắng ở nhà chờ đợi mình nha. Chúc các bạn và gia đình có kỳ nghỉ lễ vui vẻ. Đừng quên ghé thăm Thám TV hàng ngày để cập nhật những tin tức mới nhất bạn nha.